Nhà nhá, hôm nay mới có thời gian là chia sẻ với cả nhà. Đây là món quà hôm qua con gái Hà tặng ngày 8 tháng 3. Đây là hộp chỉ lít YC. Hà đã uống hết 2 hộp rưỡi rồi, gần hết 3 hộp rồi. Và đây là hộp thứ tư nhưng mà chưa dùng nhá, đang giữ lại để uống. Đây, cách pha đây cả nhà. Chỉ cần là từ 150 ml nước ấm nhá. Và đây cả nhà nhìn. Đấy. Nó giúp cho da Hà trắng lên, sáng. Nếu như bạn nào mà có làn da nám, làn da mà xỉn màu thì nên dùng em này nhé cả nhà nhé. Nếu như được kết hợp em này với lại viên nội tuyết tố thì là da rất là đẹp cả nhà. Đấy. Hà uống hơn 2 hộp rồi thì có cái cảm nhận là khi nếu như bạn mà đi nắng hoặc mệt mà bạn được dùng một em này thì bạn thấy là rất là tuyệt vời cả nhà. Tự các bạn cảm nhận nhé. Đây là những chia sẻ của cá nhân Hà thôi. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Tạm biệt.